Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 1 tháng 10 năm 2019 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ và sương mù rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.